Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về ấp Long Thuận A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 500 m². Trên thửa đất thuộc cây lâu năm, chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình ghẹ phải là liên thông ga đường huyện lộ 35, khoảng là 1 km. Con đường này rộng khoảng là 3 m nha anh chị. Mình di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ là thoải mái. Ở đây thì có điện nước, wifi, có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để cất nhà và lập vườn trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông ga đường huyện lộ 35B khoảng 500 m. Và anh chị mình ghẹ trái là di chuyển ga cầu Long Hưng khoảng 800 m. Trước phần đất thì mình có một con kênh rộng khoảng 5 m nha anh chị. Kênh này thì cũng liên thông ga kênh Nguyễn Tấn Thành. Và ở đây thì nước ngọt quanh năm luôn nha, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Vậy thì anh chị có thể trồng dừa nè, mít, vú sữa, sầu riêng, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được hết luôn nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Vĩnh Kim, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng thì anh chị cách khoảng 3 km. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ bê tông. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cứ yên tâm nha. Đất của mình thì cũng tương đối cao kéo và bằng phẳng nha anh chị. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Vị trí này thì rất là đẹp để cho anh chị mua để cất nhà và lập vườn trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 8 m và có chiều dài là 64. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí trụ bê tông này nha anh chị. Mình đo thẳng qua bên đây là 8 m. Mình tới ngay chỗ vị trí trụ bê tông này ha. Mình thẳng xuống bên dưới là 64 m nha anh chị. Trên thửa đất thì gia chủ đang trồng chuối và dừa sim anh chị. Và phía sau thì gia chủ đang trồng bưởi da xanh nha. Dừa này thì gia chủ trồng cũng được khoảng 15 năm tuổi và một số khoảng 6 năm tuổi nha anh chị. Và cũng đang trong quá trình là cho trái và có thu hoạch luôn. Để em mở la bàn lên để anh chị xem đất mình quay về hướng nào ha. Ở đây thửa đất đang quay về hướng Hà Nam nha anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển tới vị trí thửa đất vườn của mình là 13 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về là 67 km nha. Ở khu vực này thì nước ngọt quanh năm nha anh chị. Ở bên đây thì trồng sầu riêng, mít, bưởi rất là nhiều luôn anh chị. Đường này thì anh chị di chuyển ô tô rất là thoải mái luôn nha. Mình di chuyển khoảng vài trăm mét là anh chị tới cặp kinh sáng Nguyễn Tấn Thành. Người ta cũng gọi là đường huyện lộ 35B nha anh chị. Ở dừa của mình thì cũng đang trong quá trình là cho trái luôn anh chị. Mình về mình chăm sóc, anh chị mình bón phân thì hàng tháng anh chị cũng có thu nhập luôn ha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 700 triệu cho hết diện tích là 500 m². Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang
bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi và thương lượng nha. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà vườn, lâm thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện ha. Để em di chuyển xuống bên dưới, em chỉ ganh cho anh chị nắm. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về thửa đất vườn này hơn. Để cô chú anh chị ở xa về đây thì cũng không mất thời gian nha. Diện tích ngang là 8m nha anh chị và có chiều dài là 64. Hoa đất của mình thì tương đối cao gáo và bằng phẳng anh chị, rất là đẹp. Ở phía sau thì chủ có trồng một số bưởi da xanh và chanh mít nữa anh chị, chuối nữa nha. Em thấy thì cây ăn trái trồng cũng rất là nhiều anh chị. Ở dừa này là dừa sim xanh và gia chủ thì cũng đang trồng một số dừa sim đỏ nữa anh chị. Phía trước thì anh chị mình cất một ngôi nhà, phía sau thì anh chị mình có vườn dừa, cây ăn trái sẵn rồi anh chị. Hiện gia chủ đang kêu bán là 700 triệu nha anh chị. Nếu anh chị mình thấy phù hợp thửa đất này thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Dạ. Quay đăng lên hả? Sao biết à? Có người chỉ anh. Ai chỉ à? Anh Trạng. Đất của mình thì rất là đẹp nha anh chị. Đó, về đây thì anh chị mình cất một ngôi nhà phường cũng được anh chị. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị và cô chú nha. Ở đây là một số dừa sim đỏ nha anh chị. Anh chị thấy không? Dừa của mình thì đang cho trái rất là xum xê. Ở bên kia thì có gạo B40 rồi anh chị. Về đây thì anh chị mình làm chỉ một mặt thôi nha anh chị. Và phía sau bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà vườn, lâm thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Con đường ở phía trước thì rộng khoảng 3m nha anh chị. Mình di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì anh chị mình có thể đi hai chợ nha anh chị. Một là chợ Vĩnh Kim, hai là chợ Sồi Hột. Ở khu vực ở trung tâm hành chánh Vĩnh Kim thì mình có trường cấp 1 nè, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng. Mình cách khoảng 3 km đổ lại thôi anh chị. Ở trên đất thì chủ yếu là gia chủ đang trồng dừa sim xanh nha anh chị. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị cô chú mình nắm lại một lần nữa nha. Hôm nay
Em về đây thuộc ấp Long Thuận A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 500 m². Ở ngang của mình là 8 m và có chiều dài là 64. Hiện gia chủ đang kêu bán là 700 triệu nha anh chị. Ở giá này thì anh chị có thể gặp ngay chính chủ để anh chị mình trao đổi và thương lượng nha. Mình rẽ phải là liên thông ra đường quyền lộ 35 ngay chỗ chùa Ông Hổ anh chị. Mình cách chỉ 1 km thôi. Còn mình rẽ trái thì di chuyển xuống đường quyền lộ 35B cặp Kinh Sáng Nguyễn Tấn Thành chừng 500 m thôi anh chị. Mình rẽ trái là di chuyển ra ngay chỗ cầu Long Hưng, ủy ban xã Long Hưng chừng 800 m đổ lại thôi anh chị nha. Ở không gian này thì anh chị mình mua về mình cất một ngôi nhà khu vực chỗ này nè anh chị. Ở phía sau thì có vườn cây ăn trái sẵn rồi, hoặc là anh chị mình có thể về anh chị mình trồng thêm ha. Phía trước thì mình cũng có một con kênh nha anh chị. Kênh thì anh chị mình lấy nước và thoát nước rất là dễ dàng và thuận tiện để cho anh chị cô chú mình tưới tiêu luôn ha. Đường xá thì rất là thuận tiện và mát mẻ, trong lành luôn nha anh chị. Hàng xóm thì khu vực này rất là đông luôn. Giá bán là 700 triệu nha anh chị. Nếu anh chị mình thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị mình xem và gặp ngay chính chủ luôn ha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo.